mà làm cho cả con nên phong phú và vững mạnh, để cả con mãi mãi chỉ với nhau và đạt nên kết nối cả con nhân như những người đấy xin nghe lời và hành tin cả con. Hiện thế trong xa cứ bạn như một thân nhỏ tốt tươi nàng đêm. Cả con hãy nắm tay nhau và nói lên sự tương thuận của cả con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh là một xe lên nhận ném Maria như lúc nào rời và người từ đó sẽ đi với em khi tìm vườn thường kia lúc ta khi mạnh khỏe của những lúc đau nhiều để yêu thương và tôn trọng em ngoài này trở về anh. Cho những ai sống theo lời.